Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì các bác nào mà đang cần một cái mẫu dây tín hiệu hai đầu AV thì cũng có một số anh sẽ gọi mẫu dây này là dây hai đầu bom xe hoặc là RCA. Đối với cái dòng dây này thì nó cũng khá là phổ biến rồi, tại vì đa số và ở hiện tại thì sử dụng mẫu dây hai đầu AV này cũng rất là nhiều, nên là cái việc mà cần nâng cấp nè, cũng như là cái nhu cầu mà thay đổi dây để cho chất âm mới hơn nè, cũng như là chất âm hay hơn. Và với cái dòng dây này thì cái chất âm của nó sẽ rất là chi tiết nè. Ngoài cái độ chi tiết đó ra thì nó sẽ rất là đều dải, bass lên rất là sâu, trùng lên lời ngọt ngào và chép sẽ lên rất là sáng. Nên là các bác nào mà đang muốn một cái mẫu dây tín hiệu giá bình dân mà cái chất âm mà nó lại hay như vậy thì cái mẫu dây này em nghĩ sẽ rất là đáng để cho các bác thử. Cái mẫu dây này thì đây là một cái dòng dây bãi của Hitachi, bên em gọi nó là dây phòng thu, tại vì dây này được rất là nhiều anh em để sử dụng ở trong cái phòng thu, tại vì âm thanh của nó, như vừa rồi có nói, âm thanh của nó rất là chi tiết. Hoặc là các bác nào mà nghe nhạc vàng nè, nhạc bolero hoặc là nhạc trữ tình, muốn chất âm nó hay thì cái mẫu dây này cũng sẽ rất là thích hợp, cũng như là các em nghĩ là sẽ có thể đạt được cái yêu cầu của các bác đề ra về một cái bản nhạc đấy. Phần bên ngoài của dây đây là một cái được bọc một cái lớp dù đấy. Lớp dù này nó vừa có tác dụng là thẩm mỹ là cho đẹp, cũng như là vừa có thể bảo vệ được cái lõi dây bên trong, sẽ giúp tránh được khi các bác bị dập dây. Còn về cái phần tiết diện của dây á, đây dây này nó rất là nhỏ. Em sẽ so với một cái dòng dây tín hiệu thông thường thì cái dòng dây này nó sẽ rất là nhỏ. Để em so sánh như thế này để cho các bác khi mua cũng như khi nhận hàng sẽ để phải thắc mắc về cái tiết diện của dây đấy. Còn về cái chiều dài thì những cái mẫu dây tín hiệu bên em á, bên em sẽ luôn lên với một cái kích thước đó là 1 mét. Hoặc là nếu mà anh em đang có cái nhu cầu mà cần dài hơn á, thì bên em vẫn có thể đi quay theo cái nhu cầu của mình. Và đây là cái phần đầu jack bên em đi quay lên. Đây là đầu jack của Hitachi. Ngoài cái tên gọi là dây AV thì cũng có một số anh sẽ gọi đây là dây hai đầu bông sen nè, cũng như là dây RCA. Này có rất là nhiều cách gọi khác nhau, nhưng nó chỉ là một cái mẫu dây với hai đầu như thế này thôi. Các bác nào mà đang cần á, mà xem kỹ về cái phôi dây á, thì ở đây em cũng có luôn, có sẵn để cho các bác có thể tham khảo và nhìn thêm về cái tiết diện cũng như là chất lượng của dây nó sẽ như thế nào. Phần bên ngoài được bọc một lớp dù, thì hai cái mẫu dây này nó sẽ như nhau thôi, nó chỉ khác về cái phần cái vỏ dù thôi đấy, cái lõi nó vẫn y chang đấy. Sau cái lớp dù sẽ là một cái lớp dây nữa, đây lớp dây tiếp đến cái lớp dây sẽ có một cái lớp lưới chống nhiễu, một cái lớp giấy bạc và những cái sợi dây dù như thế này. Ngoài cái việc tránh được co giãn lõi dây, nó còn giúp cho đỡ phải bị dập lõi dây nữa đấy. Thì nó nhỏ như thế này thôi, nhưng mà về cái chất lượng của nó thì phải nói khá là tốt. Và bên trong của cái mẫu dây này sẽ có tới 3 lõi lõi đồng mà bạc đó. Đó là một cái lõi khá là đặc trưng cũng như là đặc biệt của Hitachi rồi. Thường thì em sẽ thấy những cái dòng dây bản Nhật của Hitachi thì nó sẽ là lõi đồng mà bạc, chất âm lên rất là đều dải. Một mẫu dây hai đầu AV như thế này thì bên em vẫn để một cái mức giá đó cho anh em tham khảo, cũng như là nếu mà anh em mình nâng cấp á, thì với cái mức giá là 250.000 trên một bộ thôi. Thì ngoài ra bên em vẫn còn những cái mẫu dây tín hiệu màu xám hoặc là với đầu jack như thế này nè. Đấy, những cái mẫu này em sẽ giới thiệu thêm lại thôi để cho các bác
ngoài cái mẫu dây này ra, các bác cũng có nhiều cái mẫu dây khác để xem và nâng cấp. Đây, mẫu dây 2 đầu AV với cái màu xám. Thì cái mẫu này cũng sẽ là 250.000 trên một bộ. Thì vừa rồi em có giới thiệu cho các bác một cái dòng dây, một cái mẫu dây 2 đầu AV của Hitachi 7 Nhật. Thì nếu các bác ưng thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại thì em sẽ để trên màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em và các bác có thể dễ dàng xem hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.